Cái cuộc thi Trần Hữu Trang á, là một cái giải hết sức là chuyên nghiệp về loại hình nghệ thuật cải lương. Thì không chỉ riêng Phụng mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ ở các đoàn nghệ thuật cả nước đều muốn tham gia. Vì qua cuộc thi này thì mình sẽ lớn hơn, nên là mình sẽ thấy học hỏi được nhiều thứ. Đạt được cái kết quả này thì có được sự ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh và các sở văn hóa, lãnh đạo sở văn hóa thể thao và lãnh đạo đoàn và các anh em đồng nghiệp, gia đình cũng như tất cả quý khán giả luôn ủng hộ Phụng, và đó là một cái niềm động lực để cho Phụng tiếp tục làm nghề và cố gắng hơn nữa trong bước đường nghệ thuật sắp tới. Thank you.